cộng đồng khẳng định Yumi Rework là sự thất bại. Yumi tiếp tục gây tranh cãi và việc làm lại tướng này vẫn chưa thể chấm dứt được nó. Người chơi vẫn cho rằng cô mèo ma thuật quá mạnh, dù số liệu thống kê có thể chứng minh điều ngược lại. Trên một bài đăng Reddit ngày 8 tháng 6, một người chơi đã có ý mỉa mai khi hỏi về ngày cập nhật thực sự cho Yumi, vì đến nay cô mèo ma thuật vẫn mất cân bằng, đặc biệt trên đồ chơi chuyên nghiệp. Riot Freak đã bảo vệ nhà phát triển trong một bình luận bằng cách tiết lộ số liệu chứng minh Yumi Rework thực sự hiệu quả. Anh cho biết tỷ lệ xuất hiện của Yumi trên đồ chơi chuyên nghiệp đã giảm từ 6 đến 14% tùy khu vực. Với tôi thì đợt làm lại này khá thành công mà. Có lẽ các đội chuyên nghiệp nên giỏi hơn trong việc chọn tướng. Tuy nhiên, người chơi đã đồng loạt downvote bình luận của Freak với dẫn chứng là tỷ lệ thắng của Yumi. Dù chỉ chiến thắng khoảng 40% ở LEC và LCK mùa hè, nhưng Yumi vẫn có tỷ lệ thắng tới 70% tại LPL kể từ khi rework. Theo Oracle's LEC, đây là tỷ lệ thắng cao nhất trong các hỗ trợ. Tuy nhiên, cô chỉ đứng thứ 6 trong top các hỗ trợ được chọn nhiều nhất. Một người dùng khác đã mỉa mai câu trả lời của Freak. Tôi đã thất bại trong việc rework Yumi chăng? Không, có lẽ người chơi chuyên nghiệp đã sai. Yumi đã trở thành vị tướng gây tranh cãi kể từ khi ra mắt vào tháng 5 năm 2019, chủ yếu do khả năng độc đáo có thể kết hợp với đồng minh để không bị chọn là mục tiêu. Sự xuất hiện của cô ở một số giải đấu và khả năng quấn quýt phiền toái đã khiến cô trở thành một trong các tướng bị ghét nhất, đặc biệt là sau khi Zeri xuất hiện. Tại MSI 2023, cô mèo ma thuật may mắn thay đã bị cấm do bản rework chưa sẵn sàng cho thi đấu. Và nhiều người đã nhân cơ hội này xin Riot xóa luôn Yumi. Đó là mức độ mà cô bị ghét. Yumi không phải lúc nào cũng là lựa chọn hàng đầu, nhưng thường on top khi meta thay đổi. Chỉ trong năm nay, môn lèo đã bị nerf tới 6 lần sau khi rework, bao gồm cả update 13.12 sắp tới. Không nghi ngờ gì khi cô sẽ tiếp tục nhận nhiều thay đổi trong mùa giải này, vì ranh giới giữa việc làm cô quá mạnh và khiến cô out meta chỉ là một đường kẻ vô cùng mong manh.